chào quý vị khán giả. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Đường đến tương lai. Chương trình được phát sóng vào lúc 14 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh HTV9. Đường đến tương lai là nơi các chuyên gia và bạn trẻ cùng gặp gỡ, trao đổi các vấn đề về phát triển bản thân và định hướng nghề nghiệp. Hôm nay, Thục Anh cũng như ekip chương trình mang đến cho quý vị khán giả một chủ đề khá là quen thuộc đối với các bạn sinh viên, đó là giao lưu quốc tế. Trước tiên, để bắt đầu chương trình, xin mời quý vị khán giả cùng xem qua một đoạn video clip để xem mức độ quan tâm cũng như những mối băn khoăn của các bạn sinh viên xoay quanh vấn đề giao lưu quốc tế là như thế nào nhé. Thật ra là tại vì mặc dù mình rất là muốn đi giao lưu quốc tế nhưng mà để tìm kiếm thông tin này nọ các thứ thì mình thấy là vẫn chưa có nhiều nên là cũng có gặp nhiều khó khăn khi tìm các chương trình để mình đi. Thật sự thì mình chưa có ý định đó. Mình cũng muốn đi ra nước ngoài để học hỏi kinh nghiệm thêm. Thì mình chưa có ý định tại vì mình cũng chưa biết là tìm thông tin ở chỗ nào. Mình không có ý định là đi trao đổi du học nước ngoài vì mình có ý định là tốt nghiệp xong đi làm luôn. Mình cũng có dự định đi trao đổi một số đại học ở nước ngoài. Đó, em cũng có dự định nhưng mà em cũng chưa có chuẩn bị gì về cái đó. Thật sự ra mình rất muốn đi nhưng mà cái vấn đề mình gặp phải là mình không biết những cái chương trình giao lưu quốc tế đó ở đâu hết để mình tìm. Mà nếu như mình tìm thì cũng không có một cái trung tâm nào hoặc là một ai đó để hỗ trợ cho mình để trong việc mình làm giấy tờ để đi giao lưu quốc tế. Như là khi mà mình tìm thông tin thì cái thông tin nó rất là ít hoặc là hầu như nó hạn hẹp lắm, nó không có mở rộng cho nhiều sinh viên, trong khi giống như là khoa này có nhưng mà mình thuộc khoa khác mình cũng thể đi được nhưng mà mình không có cơ hội để tiếp cận cái thông tin đó. Mình nghĩ là ngôn ngữ, cái lúc mà tìm ví dụ như là nơi ở hay là cái phương tiện đi lại ở bên đó. Thì vấn đề quan tâm đầu tiên thì chắc là học phí. Hiện tại thì em chưa có tìm được một cái trường hoặc là một cái trường cụ thể nào hoặc là một cái nước cụ thể nào để em đi, cho nên là em cũng chưa có chuẩn bị cho cái đó như là IELTS hay là một cái tiếng khác để đi. Qua đoạn clip thì các bạn cũng có thể thấy giao lưu quốc tế hiện nay là mục tiêu của rất nhiều sinh viên Việt Nam. Tuy nhiên, các bạn vẫn đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Đường đến tương lai hôm nay xin mở ra chuyên đề để giao lưu quốc tế không còn là thử thách. Buổi trò chuyện hôm nay của chúng ta có sự góp mặt của anh Trần Tuấn Đạt, Phó trưởng khoa quan hệ quốc tế, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, và chị Phạm Thị Thu Hằng, Phó chủ nhiệm câu lạc bộ giao lưu quốc tế, sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Xin cảm ơn hai anh chị đã có mặt trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên Thục Anh muốn xin gửi đến anh Trần Tuấn Đạt là một người có rất nhiều kinh nghiệm trong việc giao lưu quốc tế nè, từng là nằm trong đoàn đại biểu tham gia tàu thanh niên Đông Nam Á SEAGAP 2014 và quản lý các chương trình giao lưu quốc tế tại khoa, thì anh có thể giải thích ngắn gọn giao lưu quốc tế là gì? Giao lưu quốc tế đối với tôi là một cơ hội để cho các bạn sinh viên có thể vươn ra khỏi Việt Nam để mà thứ nhất là có thể là đại diện cho Việt Nam để mà tham dự một cái chương trình giao lưu quốc tế. Các bạn có thể chọn một chương trình về học thuật hoặc là một chương trình về giao lưu văn hóa để mà có thể mang hình ảnh Việt Nam đến với bạn bè các nước trong khu vực cũng như là trên thế giới. Thì đối với giao lưu quốc tế hiện nay thì nó có hai dạng chương trình chính. Thứ nhất là một chương trình mà các bạn sẽ được đài thọ hoàn toàn về kinh phí, và một loại chương trình là họ chỉ đài thọ một khi mà các bạn đến với đất nước mà sẽ tổ chức chương trình đó, còn phí máy bay hoặc là lo visa thì các bạn sẽ tự trang trải. Xin cảm ơn anh Trần Tuấn Đạt. Vậy còn chị Thu Hằng, thì theo như Thục Anh được biết thì chị vừa trở về từ chuyến giao lưu quốc tế ở Singapore có tên là Seagull. Thì chị có thể giải thích cho các vị khán giả ở đây chúng ta cũng được biết là giao lưu quốc tế nói chung mang lại lợi ích gì cho sinh viên, đặc biệt là sinh viên Việt Nam? Theo kinh nghiệm của bản thân khi trở về từ cái chuyến trao đổi Seoul vừa rồi thì mình nhận thấy là cái việc mà đi trao đổi quốc tế đối với sinh viên Việt Nam đó là một cơ hội rất lớn. Đó không chỉ là một dịp để các bạn sử dụng khả năng tiếng Anh của mình, không phải là chỉ trong môi trường Việt Nam mà với bạn bè quốc tế, và thứ hai nữa là về những kinh nghiệm mà của các bạn học được ở Việt Nam các bạn có thể áp dụng vào thực tế, và đó là một cơ hội để các bạn xem là vị trí của mình đang ở đâu so với bạn bè các nước trong khu vực. Vừa rồi đó là lợi ích mà các chương trình giao lưu quốc tế mang lại cho sinh viên. Nhưng mà theo Thục Anh được biết
thì qua cái báo cáo của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016 thì trong cái việc mà đánh giá các trường đại học trong khu vực châu Á thì có cái yếu tố xét nữa, đó là về việc số lượng sinh viên giao lưu quốc tế. Hiện tại thì Đại học Quốc gia cái mức này rất là thấp so với các trường đại học nước bạn như là Đại học Quốc gia Singapore NUS hay là Đại học Công nghệ Bắc Kinh BUT. Thì theo đầu tiên mình xin hỏi anh Trần Tuấn Đạt đi, là nguyên nhân vì sao cái số lượng sinh viên Việt Nam tham gia chương trình giao lưu quốc tế ít như vậy? Theo tôi thì nó sẽ có rất là nhiều nguyên nhân, cả khách quan lẫn chủ quan. Nhưng mà một số nguyên nhân mà tôi hay gặp phải khi mà các bạn sinh viên đến và để hỏi tham gia tư vấn cũng như là hỏi các thông tin về chương trình đó, thì thường là các bạn rất là e ngại việc là các bạn sẽ phải học lại một số môn học của cái kỳ mà các bạn đi trao đổi, hoặc ít nhất là các bạn sẽ gặp rắc rối rất là nhiều về việc tìm kiếm thông tin về một chương trình nó thật sự phù hợp. Và một cái lý do tiếp theo nữa là các bạn thường gặp phải một số cái deadline, những cái khi mà những cái chương trình này kêu gọi cái việc tham dự đơn á, thì nó khá là gấp, và các bạn thấy một dọc những cái hồ sơ mà các bạn cần chuẩn bị thì các bạn bị nản, nên là một phần nào đó các bạn cũng gặp rất là nhiều khó khăn trong việc chuẩn bị. Vậy còn mà đó là về phía các nhà quản lý các ban tổ chức đúng không? Thì chắc chắn là vẫn phải có một số nguyên nhân nào đến từ bản thân các bạn sinh viên nữa, thì xin mời chị Thu Hằng có thể nói rõ hơn cho chúng ta cùng được biết. Bản thân mình cũng là một người sinh viên và cũng đã từng trải qua cảm giác mà nộp hồ sơ để đi tham dự các chương trình trao đổi, và đồng thời cũng là phó chủ nhiệm, thì các bạn thành viên cũng có trao đổi rất nhiều. Đó là cái việc mà mỗi khi các bạn nhìn thấy những cái dòng yêu cầu hay là tiêu chuẩn chương trình đặt ra, các bạn nghĩ là thôi nó khó cũng không tới lượt mình đâu, hoặc là như anh Đạt có trình bày là khi mà chương trình gấp quá và cảm thấy là cần phải chuẩn bị rất nhiều hồ sơ, các bạn cảm thấy là ngại, cảm thấy mất thời gian là không kịp đâu. Và một cái cuối cùng đó là nhất là những cái bài, thường những chương trình trao đổi sẽ yêu cầu các bạn viết một bài luận và các bạn cảm thấy là không đủ động lực, tại vì các bạn chưa biết được mình đi sẽ làm gì mà bây giờ phải bỏ thời gian viết một bài luận 500, 1.000 từ, 1.500 từ, thế là các bạn rất gánh giữa đường. Đó là trường hợp mà thường thấy nhất ở sinh viên. Vậy là bản thân các bạn cũng phần nào cảm thấy khá là tự ti đúng không? Đúng rồi. Thế mình hỏi sâu về Thu Hằng nha. Bản thân Thu Hằng từng nộp rất là nhiều hồ sơ đúng không? Đúng. Thì có bao giờ Thu Hằng bị thất bại trước một chương trình giao lưu quốc tế nào chưa? Không phải nhiều mà có thể gọi là rất nhiều. Thì thường một cái điều mà mình cảm thấy hơi buồn về các chương trình đó là có thể là vì số lượng đơn rất nhiều, nên khi các bạn thất bại, bên ban tổ chức sẽ không gửi một cái mail feedback, là một cái mail nhận xét lại là tại là bạn chưa đủ tiêu chuẩn như thế nào, nên là các bạn sinh viên cũng không biết là mình đang trục trặc ở đâu. Mà lần gần đây nhất mà mình thất bại trong một cái chương trình đó là vào mình thiếu một sự chuẩn bị tâm lý. Hôm đó là đang vừa ngủ trưa, có một cuộc điện thoại gọi tới, bắt máy lên, em phải là Thu Hằng không, chị là bên chương trình ABCDZ, thế là chị có một số trao đổi với em nha. Dạ chị. Thế là sau đó chị đã chuyển sang phỏng vấn bằng tiếng Anh. Lúc đó đầu óc còn chưa định thần được là chuyện gì đang xảy ra, đang ngủ trưa mà. Thế là cuộc phỏng vấn diễn ra về vấn đề đô thị hóa, và khoảng 2 tuần sau đó thì mình nhận được cái mail là chúng tôi cảm ơn nhưng mà bạn chưa đủ tiêu chuẩn. Thì mình nghĩ đó là tại vì mình thiếu sự chuẩn bị tinh thần vào thời gian đó. Vậy là các chương trình cũng hay tạo sự bất ngờ cho các bạn sinh viên. Vậy thì giờ câu tiếp theo thì anh xin hỏi thầy Đạt là người quản lý cái chương trình trao đổi, thì thầy anh có tiếp xúc với nhiều sinh viên có nguyện vọng muốn tham gia chương trình, vậy thì những cái mối băn khoăn mà các bạn phải đối mặt nhiều nhất đó là gì, anh có thể giải đáp? Như là tôi có trao đổi ở phần trình bày hồi nãy, thì cái mối băn khoăn lớn nhất các bạn vẫn sẽ lo ngại về việc là các bạn sẽ phải nghỉ một số môn học ở trường, rồi sẽ phải tốt nghiệp trễ hơn các bạn cùng khóa. Rồi một cái mối băn khoăn tiếp theo nữa là các bạn cảm thấy là cái việc học ở trường nó đã quá tải rồi, nên là cái việc mà chuẩn bị một loạt những cái hồ sơ như thế này và cái việc mà mình được tham dự nó có đem lại những cái lợi ích thực sự hay không, hay là chỉ là phí thời gian, thì các bạn ở đây sẽ rất là cần một cái sự động viên từ phía của các nhà quản lý để mà các bạn cảm thấy là yên tâm hơn trong cái việc mình tham dự các chương trình như thế này và sẽ được tạo điều kiện như thế nào, và khuyến khích các bạn, động viên các bạn ra làm sao để mà các bạn cảm thấy hứng thú hơn. Xin cảm ơn anh Tuấn Đạt và chị Thu Hằng. Thì qua chia sẻ của anh Tuấn Đạt và chị Thu Hằng thì mình có thể nhận thấy là nguyên nhân chính là đến
phía, từ phía các nhà quản lý tổ chức và từ phía các bạn sinh viên. Và một trong đó là các bạn vẫn chưa có biết là cái chương trình đó có thực sự phù hợp với mình hay không. Thì sẵn đây chương trình đã chuẩn bị sẵn một video clip giới thiệu một số chương trình phổ biến nhất hiện nay. Xin mời hai vị khách mời cùng quý vị khán giả cùng theo dõi. Các nguồn chương trình trao đổi nổi bật có thể tạm chia làm 3 nguồn. Chương trình được tài trợ từ chính phủ của các nước, chương trình trao đổi được triển khai giữa các trường, hệ thống trường, chương trình trao đổi của các tổ chức thiện nguyện phi chính phủ. Hiện tại, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều cung cấp các chương trình trao đổi du học sinh ngắn hạn cho sinh viên Việt Nam, nhiều nhất có thể kể đến Hoa Kỳ, Úc, New Zealand, Singapore, Nhật Bản và Hàn Quốc. UGrad được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, cung cấp 1 đến 2 học kỳ trao đổi cho những sinh viên xuất sắc trên toàn thế giới. UMAP, tổ chức của Hiệp hội các trường đại học khu vực châu Á-Thái Bình Dương, mỗi năm cung cấp nhiều học bổng trao đổi từ 1 đến 2 học kỳ cho sinh viên các quốc gia trực thuộc đến học tập nghiên cứu tại các nước thành viên. Chương trình hợp tác trao đổi sinh viên nằm trong quan hệ đối ngoại giữa các trường thường kéo dài 1 đến 2 học kỳ. Các tiến trị của sinh viên trong học kỳ trao đổi thường được cộng dồn vào quá trình học tập trong nước. Hiện, đa số các trường đại học Việt Nam đều có những đối tác lớn nhất định từ Hàn Quốc, Nhật Bản và các nước châu Âu. CIEE, tổ chức phi lợi nhuận của Mỹ nổi tiếng với vai trò cung cấp các chương trình trao đổi cho sinh viên quốc tế. CIEE có hoạt động liên kết hàng năm với Đại học Quốc gia Việt Nam. AUNX và SHARE, mạng lưới đại học Đông Nam Á và một số nước tham gia dành cho sinh viên các trường đã hoàn thành ít nhất một học kỳ, sinh viên có thành tích học tập khá giỏi, tham gia hoạt động ngoại khóa và được trường đề cử. Nếu được nhận, sinh viên được miễn phí học tập tại trường trao đổi và được trao sinh hoạt phí từ trường theo học. Trên thế giới có rất nhiều các tổ chức phi chính phủ cung cấp những chương trình trao đổi cho sinh viên, đó có thể là các trại hè, trại kỹ năng, các chuyến đi từ thiện hoặc 1 đến 2 học kỳ tại các trường đại học. CIAP, một trong những chương trình lớn giữa thanh niên các nước trong khu vực Đông Nam Á và Nhật Bản. Hàng năm, Việt Nam có khoảng 28 đại biểu tham gia chương trình, cùng sinh hoạt và giao lưu văn hóa trên tàu, tham quan 4 nước ASEAN, Bất Kỳ và Nhật Bản. Sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á, hỗ trợ các dự án sáng tạo, giải quyết các vấn đề thuộc nhiều lĩnh vực trong nước và khu vực Đông Nam Á, tài trợ cho các bạn trẻ từ 18 đến 30 tuổi. Qua đoạn clip vừa rồi thì chúng ta cũng có thể thấy hiện nay có rất nhiều chương trình dành cho các bạn sinh viên. Vậy thì qua phần trò chuyện tiếp theo, chúng mình sẽ cùng tìm ra giải pháp để giúp cho việc giao lưu quốc tế của các bạn trở nên dễ dàng hơn. Như hồi nãy thì hai vị khách mời cũng đã chia sẻ là cái việc tìm kiếm thông tin của các bạn còn gặp nhiều trục trặc. Thì đầu tiên xin được hỏi anh Trần Tuấn Đạt là anh có thể chia sẻ một số nguồn mà sinh viên có thể truy cập vào để tìm hiểu các chương trình giao lưu quốc tế được không? Theo anh thì để hiệu quả và có thể nắm bắt được các thông tin về các chương trình giao lưu một cách nhanh và chính xác nhất thì các bạn hãy thường xuyên truy cập vào trang web là phòng hợp tác quốc tế của trường của mình. Thứ hai, các bạn có thể theo dõi thông tin từ trang của đoàn thanh niên hoặc là của hội sinh viên của trường mình. Thứ ba, một kênh thông tin mà anh khuyên các bạn cần phải truy cập thường xuyên đó là website của Trung ương đoàn là đoàn thanh niên.vn. Và một cái kênh nữa mà anh cũng thường xuyên truy cập đó là mạng lưới các trường đại học của Đông Nam Á là AUN, cũng thường xuyên tổ chức rất là nhiều các chương trình cho sinh viên Việt Nam. Ngoài ra thì chị Thu Hằng có bổ sung thêm gì không ạ? Thì mình thấy là các bạn sinh viên ngày nay rất là quan tâm đến cái việc giao lưu quốc tế, nên là các trang web mà cung cấp các chương trình về giao lưu quốc tế hoặc là trại hè nội thế rất, mình thấy rất là nhiều, ví dụ như là trang web Youth Opportunities hoặc là trang web Whitebox được cập nhật rất là thường xuyên, thậm chí là có thể là mỗi ngày có một chương trình mới từ tất cả các quốc gia trên thế giới, hoặc là những cái trang web trên, hoặc là các bạn trẻ dùng Facebook rất là nhiều thì trên Facebook chị thấy là có trang Asian Youth Network rất nhiều, hoặc là thậm chí là nếu như các bạn có anh chị nào đã từng đi chương trình trao đổi thì thường các anh chị đó sẽ nằm trong một mạng lưới gọi là các thế cựu thành viên. Cựu thành viên, đúng rồi ạ. Thì có thể là hỏi các anh chị đó cũng được, coi như là mình tạo thế, là mình vừa kết thân bạn mà mình vừa có thể học hỏi thêm một điều gì đó. Bản thân chương trình thì họ cũng phải đăng tải thông tin của mình trên các fanpage. Vậy thì bước đầu tiên là tìm hiểu thông tin rồi, vậy bước thứ hai sẽ là chuẩn bị hồ sơ. Hỏi chị Thu Hằng này nha. Chị Thu Hằng, thế một bộ hồ sơ hoàn chỉnh thì bao gồm những giấy tờ nào? Theo mình thấy thì tùy cái tính chất của cái chương trình trao đổi đó thì các loại giấy tờ đòi hỏi sẽ khác nhau. Ví dụ như là khi mà trao đổi ở các chương trình nước ngoài thì tất nhiên là một CV, rồi một cover letter nói về nguyện vọng của bản thân, rồi là chứng nhận các hoạt động mà bạn đã tham gia để chứng tỏ được là bạn có kinh nghiệm, rồi thường chỉ hết mình thấy đòi hỏi thêm có thể là một bản điểm đã được công chứng và được dịch sang tiếng Anh. Và cái đó tất nhiên là không phải chương trình nào cũng vậy, nhưng mà đã có những chương trình mà đòi hỏi mình là phải
kèm theo một cái tờ mà xác nhận sức khỏe đảm bảo 100% để tham dự được chương trình. Bài luận. À đúng rồi, tất nhiên tất nhiên là một bài luận trong cái đơn của chương trình. Vậy có khá là nhiều giấy tờ. Vậy mình các bạn sinh viên có được nhận sự hỗ trợ nào từ phía ban quản lý và các nhà tổ chức hay không thưa ông? Chắc chắn là sẽ có những cái hỗ trợ đối với các bạn, ví dụ như là cần những cái giấy giới thiệu từ phía của khoa hoặc là nhà trường thì nhà trường sẽ sẵn sàng viết giấy để mà đề cử của các bạn tham dự các chương trình đó, hoặc là các bạn cần ký một số cái giấy tờ mà xác thực các bạn đang là sinh viên để mà có thể tham dự chương trình. Nhưng mà một cái mẹo mà tôi muốn cung cấp với các bạn sinh viên và rất là mong là các bạn sinh viên sẽ phải thực hiện điều này, đó là các bạn hãy chuẩn bị sẵn, luôn chuẩn bị sẵn một bộ hồ sơ ở trong laptop của mình với tất cả những cái điều mà Thu Hằng vừa mới chia sẻ là ở dạng file mềm, để mà một khi mà có bất kỳ chương trình hoặc là thông tin gì tới thì các bạn sẽ nắm bắt ngay cơ hội bằng việc là mở laptop lên và chuẩn bị mở cái tập tin đó ra, xong rồi thay đổi một số thông tin cần thiết là mình đã có thể nộp ngay. Rất là nhanh và rất là chuyên nghiệp. Thậm chí là các bạn hoàn toàn có thể tự gửi lên email của mình để mà mình luôn chuẩn bị sẵn sàng tâm thế. Vậy, để tiếp theo câu trả lời đó thì Thục Anh xin hỏi anh Đạt là trong bối cảnh hợp tác quốc tế phát triển thì tổ chức có kế hoạch hoặc dự định nào nhằm cải thiện và tăng cường cái hoạt động giao lưu quốc tế của các bạn sinh viên hay không? Như ở đơn vị mà anh công tác á, như ở đơn vị mà tôi công tác á, thì mỗi năm khoa đều mong muốn là sẽ hướng đến một số chương trình với các đối tác mới liên tục để mà các bạn sinh viên sẽ có cơ hội được đi ra nước ngoài để mà giao lưu, học hỏi nhiều hơn. Và cũng là một cái xu thế hiện nay nữa là càng ngày thì sẽ có càng nhiều những cái chương trình giao lưu với rất là nhiều các lĩnh vực khác nhau. Thì các bạn sinh viên hãy thật sự năng động lên và hãy cố gắng tìm hiểu thông tin để tìm xem một chương trình nào mình thật sự phù hợp để mà tận dụng tối đa cái khoảng thời gian còn là sinh viên 4 năm, 5 năm ở trường để mà có thể ít nhất có một cơ hội được ra nước ngoài trước khi mình tốt nghiệp. Thế thì ngược lại nha, về phía sinh viên thì theo chị Hằng thì mình chuẩn bị thật là tốt để chinh phục các nhà tuyển dụng, các nhà tuyển chọn, thì bản thân sinh viên cần trau dồi những kỹ năng nào? Theo mình thấy thì theo bản thân kinh nghiệm mình được thấy trong cái lần trao đổi vừa qua thì các bạn sinh viên Việt Nam mình rất là tự tin, nhưng mà so với các bạn bè trong khu vực thì những kỹ năng chúng ta thật sự là chưa bằng. Ví dụ là những kỹ năng về quản lý thời gian nè, rồi kỹ năng là về tư duy phản biện chẳng hạn, tức là những cái môn đó là những cái kỹ năng mà các bạn phải tự trau dồi, chứ tại vì ở trường học chúng ta hiện nay là chưa có một cái môn mà tập trung vào những cái chủ đề mà mình vừa nói. Và với lại nữa là khi mà các bạn đã tự trau dồi được những cái kỹ năng mà như anh Đạt và như mình vừa nói thì có thể tự động các bạn sẽ trở nên một người tự tin hơn. Và đa số các chương trình mà về trao đổi ấy, thì những cái ban tổ chức không đòi hỏi là một người giỏi mà là một người phù hợp với chương trình. Chỉ khi mà bạn tự tin là đảm bảo là bạn sẽ có phần trăm lớn là bạn sẽ chiến thắng cái cơ hội đó. Vậy thì cốt lõi nhất là sinh viên cần tự tin, và những đơn vị như khoa trường cũng cần phải tiếp lửa cho các bạn sinh viên từ thế hệ này qua thế hệ khác để duy trì cái hoạt động đó. Thì để tiếp nối, chúng tôi có ghi nhận một số câu hỏi để gửi đến các hai vị khách mời của chúng ta. Thì xin mời hai vị khách mời cùng hướng đến màn hình để xem qua một số câu hỏi của các bạn. Mình muốn đi trao đổi, nhưng nếu như mình đi thì việc học của mình sẽ bị gián đoạn mất 1 năm, thì việc này nên được giải quyết như thế nào? Việc học bị gián đoạn, câu này chắc là phải hỏi anh Trần Tuấn Đạt rồi. Với câu hỏi này thì đã từng có rất là nhiều các bạn sinh viên của tôi gặp phải. Nhưng mà hiện nay thì từ phía nhà trường và từ khoa đã khuyến khích các bạn nhiều hơn bằng việc là qua đó trao đổi thì các bạn sẽ lựa chọn những môn học nào mà nó thật sự phù hợp với chuyên ngành của mình. Để mà về trường thì phòng đào tạo sẽ có những cái kế hoạch để mà có thể chuyển đổi những cái tín chỉ tương đương cho các bạn. Hoặc là ít nhất từ phía nhà tổ chức, như là từ phía của tôi thì tôi sẽ luôn khuyến khích các bạn sinh viên tham dự các chương trình và các thầy cô sẽ luôn tạo điều kiện cho các bạn. Ví dụ như là các bạn sẽ được làm thêm bài tập bổ sung, hoặc là các bạn sẽ được kiểm tra lại, hoặc là sẽ có những giờ học phụ đạo để mà các bạn có thể bắt kịp những cái kiến thức mà trong cái thời gian mà các bạn đi trao đổi sẽ bị bỏ lỡ những cái dịp như vậy. Như vậy thì có lẽ là qua câu trả lời của anh Trần Tuấn Đạt thì bạn đã yên tâm được phần nào. Thì tiếp theo xin hướng đến câu hỏi thứ hai.
Em muốn biết được những nước nào thường có những chương trình trao đổi và những chính sách hỗ trợ tài chính cho sinh viên khi trao đổi. Những quốc gia nào thường có các chương trình trao đổi và hỗ trợ tài chính? Xin mời chị Thu Hằng trả lời. Theo mình được biết thì trong khu vực thì các nước như là Singapore nè, hay là Philippines, Malaysia có rất nhiều cơ hội và có thể là tháng nào cũng có. Nếu như các bạn chịu khó theo dõi các trang web mà đã được chia sẻ như ban đầu á, rất nhiều cơ hội. Mà như phía đầu chương trình anh Đạt cũng đã có chia sẻ thì các chương trình nó tùy thuộc vào tính chất, có chương trình sẽ lo cho bạn tiền ăn ở khi mà đã đến quốc gia đó, và có một số chương trình sẽ đại thọ cho bạn từ cả vé máy bay, phí visa và thậm chí là tiền ăn ở đến quốc gia đó. Thì chắc bạn cũng đã nghe được một số thông tin, thì xin mời tiếp nối là bằng câu hỏi thứ ba. Thì em muốn biết là những ngành nghề nào hoặc những lĩnh vực nào thì thường có những chương trình trao đổi. Câu hỏi này thì có lẽ mời anh Đạt trả lời. Theo tôi hiện nay thì ngành nghề nào, lĩnh vực nào thì cũng có những chương trình trao đổi. Ví dụ như là có một số chương trình đó, khi mà họ tổ chức đó, thì họ có rất là nhiều các chủ đề khác nhau. Vì thế nếu mà các bạn tìm hiểu đó, thì các bạn sẽ tìm thấy những chương trình thật sự phù hợp với các chuyên ngành của mình. Chuyên ngành bây giờ thì nó không còn gì quá là quan trọng đối với, hoặc là nó là một cái rào cản nhất định đối với cái cơ hội của bạn cả. Hiện nay thì những bạn nào có càng nhiều những trải nghiệm về các hoạt động xã hội hoặc là tự tin với các kỹ năng mềm mà mình tích lũy được trong suốt 4 năm thì các cơ hội hoàn toàn mở cửa đối với các bạn. Nhưng mà có một số bạn nghĩ là có những cái chuyên ngành liên quan đến quốc tế như là quan hệ quốc tế hoặc là các chuyên ngành về tiếng Anh thì có vẻ các bạn sẽ tìm kiếm được nhiều cái cơ hội đi hơn, thì có phải như vậy không hả chị Hằng? Theo mình thấy thì những ngành như là quan hệ quốc tế nè, IT và những cái ngành ngôn ngữ thì có thực sự là mình thấy là có nhiều chương trình trao đổi hơn vào những lĩnh vực đó. Tuy nhiên không phải là những cái bạn học những ngành khác thì sẽ không có cơ hội. Chỉ đơn thuần thấy những chương trình trao đổi với chủ đề là về xã hội học, về đô thị hóa là những cơ hội cho các bạn sinh viên học những ngành khác ở trường mình. Nên mình cũng không nghĩ đó là một rào cản. Vậy là ai cũng sẽ có cơ hội, chỉ cần các bạn cứ tiếp tục tìm kiếm, không từ bỏ. Đúng rồi. Sau đây là câu hỏi tiếp theo. Các chi phí phát sinh thường rơi vào những khoản nào và dao động bao nhiêu? Các chi phí phát sinh thường rơi vào những khoản nào và dao động bao nhiêu thì chị Hằng là người từng có rất là nhiều kinh nghiệm đi giao lưu quốc tế, mời chị trả lời. Cái việc mà tiền phát sinh phí sinh hoạt thì nó phụ thuộc vào đầu tiên là về cái quốc gia mà bạn đang ở. Ví dụ như là nếu như mà bạn đi Mỹ thì tất nhiên cái số tiền nó mà quy đổi về tiền Việt Nam thì hơi bị căng rồi, và một phần chương trình kéo dài trong bao lâu, và đúng rồi về thời gian và về cái quốc gia bạn ở, với lại một phần đó là về cái sở thích và nhu cầu của bạn cá nhân. Đúng rồi. Chúng ta cùng chuyển sang câu hỏi tiếp theo nhé. Và muốn hỏi là những chương trình exchange thì có những yếu tố gì ở sinh viên? Câu này thì mời anh Đạt trả lời là sinh viên cần có những yếu tố nào? Đã nói đến giao lưu quốc tế rồi thì chắc chắn là một thứ mà các bạn không thể thiếu đó chính là kỹ năng về giao tiếp bằng ngoại ngữ của mình. Bạn giỏi tiếng Anh thì bạn hãy cố gắng đầu tư thêm, và bất kỳ một loại ngôn ngữ nào khác thì cũng đều có những chương trình rất là phù hợp. Tuy nhiên thì đây cũng không phải là một cái điều kiện bắt buộc quá là lớn. Khi mà một số bạn chưa tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh thì bạn sẽ không bao giờ nộp được, các bạn đừng có ý nghĩ như vậy. Tại vì những chương trình trao đổi hiện nay như là Thu Hằng có chia sẻ thì người ta sẽ lựa chọn những ứng viên phù hợp nhất. Cho nên là nếu mà bạn thật sự không mạnh về kỹ năng giao tiếp thì bạn hoàn toàn có thể đóng góp sức mình vào những cái lĩnh vực mà bạn thật sự mạnh, để mà bạn sẽ là một cái miếng ghép hoàn hảo cho cái tổng thể, cái đoàn mà mình sẽ tham dự. Xin cảm ơn những chia sẻ của anh Đạt và chị Thu Hằng. Thì đó là 5 câu hỏi mà chúng tôi nhận được từ phía các bạn. Qua những chia sẻ của anh Đạt và chị Thu Hằng thì các bạn có thể thấy là các bạn cũng đừng quá lo lắng về quá trình tìm hiểu thông tin cũng như là nộp đơn. Cứ mạnh dạn lên đi, cứ theo đuổi ước mơ là các bạn sẽ đạt được nguyện vọng của mình mà thôi. Thì sau đây là một số chia sẻ của các bạn sinh viên đã từng đi giao lưu quốc tế trở về. Xin mời hai vị khách mời của chúng ta cùng quý vị khán giả theo dõi. Mình có lời khuyên nhé các bạn là các bạn nên
theo dõi những cái kênh thông tin của giới trẻ nhiều. Hiện tại thì trên Facebook có rất là nhiều group với lại có rất là nhiều trang để các bạn follow. Các bạn nên để chế độ là thấy đầu tiên những cái học bổng đó. Và các bạn cũng có thể theo dõi những cái trang của đại học mình đang học và những cái trang của các đại sứ quán ở Việt Nam được các chương trình trao đổi giao lưu. Thì mình nghĩ các bạn nên chuẩn bị thứ nhất là sức khỏe. Tại vì sang đó thì sẽ không ai chăm sóc bạn hết, cho nên là thời tiết thay đổi và bạn có bệnh thì bạn sẽ không làm gì được hết, rất là buồn và cô đơn nữa. Rồi bạn chuẩn bị tâm lý nữa, tại vì lúc mà ví dụ đi học về mệt mà không ai nấu cơm cho ăn thì bạn sẽ rất là dễ và buồn bã, cô đơn. Mình nghĩ là điều quan trọng nhất là khi đi bất cứ đâu chứ không phải là chỉ riêng đi exchange thì nên sẵn sàng đón nhận những cái mới, sẵn sàng thử những cái mới, đừng nên chỉ nằm trong những khuôn khổ về văn hóa riêng của đất nước mình. Người Nhật thường chỉ về cái xếp vào khỏi phòng. Riêng mình thì luôn bàn trước với giáo sư về thời gian làm việc để có thời gian riêng tư cá nhân. Điều này không đồng nghĩa với bạn là một người lười nhác hay thiếu tôn trọng cấp trên. Và nhớ là ngủ đủ giấc, tham gia các hoạt động ở trường chứ không chỉ học mà thôi. Trong cái lúc mà apply thì mình thấy là khó nhất là cái phần bài luận. Bởi vì cái bài luận mình phải làm sao mà thuyết phục và một cách nào đó là có thể đưa hình ảnh của mình vào trong đó. Càng làm nó cá nhân hơn là càng tốt để mình thể hiện được với ban giám khảo. Ngoài ra thì cái những vòng sau thì vòng thi tài năng nó cũng rất là khó, tại vì trước đây thì mình không có phải là cái con người ca múa nhạc kịch này nọ, nhưng mà mình cảm thấy là cái tài năng nó không chỉ dừng lại cái mức mà những cái đó không thôi, mà nó mà mình có thể hiểu nó là những cái điều mình làm tốt, ví dụ như là quay phim chụp hình, nó cũng là những cái tài năng mà mình cũng có thể thể hiện được bằng cách này hay cách khác. Lời khuyên thì mình cảm thấy là nên là chính mình, đừng có cố gồng mình để tạo ra mình là một con người gì đó kiểu to tát hay vĩ đại quá, hay là chính mình, nhưng mà là mình phải cố gắng để là một cái version tốt nhất của chính mình để thể hiện với ban giám khảo. Chúc các bạn tìm kiếm những cái chương trình học bổng thành công. Chúc các bạn may mắn trong việc tìm kiếm cơ hội thực tập và luôn cố gắng hết mình, đừng nản lòng nhé. Chúc các bạn có một trải nghiệm đi exchange thật là thú vị. Mình chúc các bạn là sẽ học được thật nhiều, chiêm nghiệm thật nhiều và lấy những cái trải nghiệm đó của mình để mà bổ túc cho cái hành trang về bản thân mình để mà làm mình tốt hơn. Qua buổi trò chuyện với anh Trần Tuấn Đạt và chị Phạm Thị Thu Hằng, Thục Anh cũng như ekip chương trình Đường Đến Tương Lai hy vọng các bạn sinh viên có thể tiếp thu được một số kiến thức, kỹ năng cần thiết để tự tin đăng ký tham gia các chương trình giao lưu quốc tế, trải nghiệm, học tập ở những môi trường mới lạ trên thế giới. Chương trình Đường Đến Tương Lai xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn hai vị khách mời đã cùng tham gia với chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chúc quý vị khán giả một ngày tốt lành và xin hẹn gặp lại tại chương trình Đường Đến Tương Lai phát sóng vào lúc 14 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh HTV9. Xin chào và hẹn gặp lại.